Mình là tên Duy, ở đây mình có một lô đất 11 nhân cho 22. Đường trước đất mình là đường 2,5 m. Đường cây dừa. Đường này thì hướng ra Ủy ban xã Vĩnh Kim với trạm y tế Vĩnh Kim. Đất mình thì ở đây. Ở đây mình cách Vĩnh Kim khoảng 700 m. Chào Vĩnh Kim 700 m. Cách đường lộ 876 300 m. Lộ nhựa. Rồi, đất mình đây. Đất mình là từ ở cây cột này đi qua đây là khoảng 11 m. Qua bên đây. Và sâu vô là 22 m. Đất mình thì có mặt bằng sẵn rồi. Chủ gửi khi gửi bán là 900 triệu. Rồi thương lượng nhẹ nha anh chị. Chủ bao giấy tờ cho mình hết. Đây. Đây, đất mình làm khu vực này. Đất mình là có thuộc Vĩnh Kim luôn nha. Chủ còn gào cái gà hàng rào này, rồi bữa nay chủ sẽ tháo cái hàng rào này ra. Đất mình cao ráo nha, có mặt bằng sẵn. Bây giờ chỉ cất nhà thôi. Đất Vĩnh Kim mình thì có giá trị rất là cao. Tại 2025 này Vĩnh Kim á sẽ lên thị trấn. Khu này là sẽ là khu rất là nhộn nhịp. Giờ mình sẽ chạy ra đường lộ 876 hướng về Vĩnh Kim.